thần tài gọi tên, tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, ôm tiền tỷ về nhà trong năm Giáp Thìn 2024, nếu biết bí mật này. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị thân mến, để hiểu về vận trình tử vi của người tuổi Quý Hợi, ta cần xét theo thiên can và địa chi. Người tuổi Quý Hợi có thiên can là Quý Thủy, địa chi là Hợi Thủy. Do mang năng lượng thủy, nên người tuổi Quý Hợi là người rất hiền hậu, chất phác, bao dung và thích giúp đỡ người khác, thích làm việc thiện, tích đức cho đời, cho mình, cho con cháu. Đồng thời, con giáp này cũng là người sống rất tình nghĩa trong cuộc sống. Cuộc đời của con giáp này phải trải qua nhiều sóng gió, thời trẻ vất vả nghèo khó đủ đường. Trung vận tuy có chút ổn định, nhưng phải lao tâm khổ trí, hậu vận may mắn được thiên phù Quan Âm Bồ Tát trợ mệnh, mà giàu có hơn người. Bước vào năm 2024 âm lịch, năm Giáp Thìn cho thấy, người tuổi Quý Hợi chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương khắc. Cụ thể là người tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, gặp năm Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, mà Thủy với Hỏa thì lại khắc với nhau. Chính vì vậy mà công việc, sự nghiệp trong năm sẽ chịu nhiều khó khăn, vất vả, nếu không cẩn thận còn rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu, nghèo khổ, khốn khó. Tuy nhiên, đi kèm với nó cũng sẽ là có những cơ hội ùn ùn kéo đến, tài lộc đổ đầy nhà, sắm nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, đổi đời giàu nhanh chóng mặt, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý hơn người. Có điều là quý vị có biết được điểm may mắn của mình hay không mà thôi. Quý anh chị thân mến, kỳ thực nhân sinh xoay vần, con người cũng tùy thời mà thay đổi, ai là người nắm được ý trời, biết được vận mệnh, tận dụng cơ hội, thiên thời, địa lợi, thì ắt sẽ trở nên giàu sang, phú quý. Hành sự tại nhân, phú quý do trời, ý nói là con người dù tính đường đi nước bước cả trăm ngàn lần, nhưng vẫn không bằng một lần thuận theo ý trời mà hành, phú quý là do trời ban, chỉ cần thuận theo ý trời, thì ắt sẽ có phú quý trong tay. Vì vậy, mà chúng ta hàng ngày sẵn sàng làm ngày làm đêm, hao tâm tổn sức, lo ngày lo đêm, để trở nên giàu có, thế nhưng lại có những người chỉ cần một lần thuận theo ý trời, thì đã trở nên giàu sang phú quý ngay tức khắc, đấy là cái lý lẽ mà con người ta không thể nào hiểu được. Vậy, bước sang năm 2024 âm lịch tới đây, người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, sẽ có vận số như thế nào? Cơ may nào sẽ đến với con giáp này và trong năm quý bản mệnh cần phải chú ý điều gì, làm điều gì? Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Càng già càng giàu, tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, hết khổ giàu to, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về tay trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là đôi nét tính cách về cuộc đời tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Các nhà tử vi học đã luận giải rằng, con giáp tuổi Quý Hợi thường thích hưởng thụ cuộc sống tự do, tự tại ở nơi bình yên, vắng vẻ. Đây là người luôn khiêm tốn, cẩn trọng và có tấm lòng rộng mở. Nếu được sao tốt tương trợ, họ sẽ tài hoa hơn người, thường làm nhiều việc nghĩa và được thăng quan tiến chức nhanh chóng. Nếu không có sao tốt tương trợ trong cung mệnh, họ vẫn có thể được hưởng cuộc sống tương đối đầy đủ, thế nhưng cũng phải chịu đựng nhiều nỗi ưu phiền, hoặc tuy là quan chức, thế nhưng vì quản lý thường không yên ổn, hoặc sẽ thuộc rạn đục nước béo cò, tuy có một số lợi nhuận ngoài ý muốn, thế nhưng cũng tồn tại khá nhiều điều nguy hiểm và khi biết sai thì cũng đã quá muộn. Họ là những người linh hoạt, có khả năng giao tiếp xã hội tốt, Quý Hợi cũng có trực giác nhạy bén và nếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư thì sẽ thu được nhiều nguồn lợi nhuận hơn. Bạn có đầu óc kinh doanh, nhưng lại khá tiêu cực và bị động trong việc quản lý tài sản, trừ khi người khác có đầy đủ lý do và thuyết phục được bạn một cách tuyệt đối, nếu không bạn sẽ không bao giờ chịu mở hầu bao của mình. Tóm lại, do tính cách của họ không thích sự cạnh tranh, điều này không đồng nghĩa với việc họ không cố gắng hay không nỗ lực, thậm chí sự nỗ lực của họ còn nhiều hơn gấp nhiều lần người khác, chỉ là tính cách của họ, thích nơi nào yên tĩnh, bình lặng mà thôi. Vận niên tuổi Quý Hợi trong năm 2024. Theo luật giải tử vi, tuổi Quý Hợi năm 2024 gặp vận niên, mã trúng đao, xấu. Vận niên mã trúng đao là hình tượng về con ngựa chiến bị thương. Theo tử vi tuổi Hợi sinh năm 1983 trong năm Giáp Thìn, khi gặp vận niên này chủ mệnh chú ý phải kiềm chế. Bởi nếu không kiềm chế thì chủ về thất bại, những cạnh tranh trong năm không được lợi, tốt nhất việc của mình thì mình làm, đi lại ở vùng sông nước không tốt thì đi xa.
kinh doanh làm ăn hạn chế những đầu tư cho lĩnh vực khác nên giữ nguyên như trước, cuối năm mới là thời điểm tốt cho công việc của người tuổi này. Tứ trụ tử vi năm 2024 của người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Thiên tuyệt, địa hòa, việc chú ý tới công việc trong nhà là điều cần thiết trong năm nay vì nó có thể ảnh hưởng tới tình cảm và sự hòa hợp trong gia đình. Trong khi ấy, về học hành của bản thân năm nay khá tốt với nhiều cơ hội mở rộng kiến thức và tin vui tìm đến. Với những tín hiệu tích cực và những cảnh báo trong vận số năm 2024, dành cho người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, chúng ta có thể nhận thấy rằng năm nay sẽ mang đến nhiều thử thách và cũng đầy tiềm năng. Việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình là điều cần thiết để đạt được sự thịnh vượng trong cả hai phương diện. Bạn cũng cần lưu ý tới sức khỏe của tinh thần và đảm bảo rằng chúng ta đang đối mặt với cuộc sống tràn đầy năng lượng và đủ đầy. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi, sao hạn tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về thiên can, xem bói tử vi năm 2024 của người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 cho hay, thiên can của người tuổi này thuộc quý là hành thủy, gặp năm 2024, thiên can thuộc giáp là hành mộc, chủ về quan hệ bình hòa. Đối với những mưu cầu dự định công việc trong năm Giáp Thìn khó có được kết quả như ý muốn. Về tài chính thì bình thường, tiền bạc mặc dù kiếm ra được thế nhưng không chủ về hanh thông. Ngoài ra cẩn thận có thể sức khỏe trong năm không được thuận lợi, dễ bị bệnh tật hay ốm đau, có thể phải điều trị trong thời gian lâu dài. Xét về địa chi, người sinh năm này có địa chi Hợi, gặp năm Giáp Thìn có địa chi Thìn là quan hệ bình hòa. Xem bói tử vi tuổi Quý Hợi năm 2024 cho hay, trong năm các công việc tiến hành của người tuổi Hợi ổn định và không diễn ra sự thay đổi nào. Nếu tiến hành thay đổi hay mưu cầu về sự nghiệp, thì bản thân phải chi tiêu nhiều tiền bạc hơn, đồng thời khó thu hồi về nguồn vốn bỏ ra. Ngoài ra, khi xét ngũ hành thổ của địa chi Thìn, gặp ngũ hành thủy địa chi Hợi, tức là tương khắc. Vì thế, sức khỏe của người thân trong nhà không được tốt và có thể có chuyện phiền muộn đưa đến. Xét về ngũ hành, luận giải tử vi tuổi Quý Hợi năm 2024, ngũ hành bản mệnh thủy, gặp ngũ hành hòa cuối năm 2024 Giáp Thìn là khắc xuất, xấu. Trong năm Giáp Thìn, người bạn mệnh thủy chủ về mọi việc có những hao tổn, bản thân chú ý giữ sức khỏe. Bởi đây là năm sức khỏe của tuổi này không được tốt, công việc tiến hành này sinh trở ngại, tuy nhiên lại được giúp đỡ và có một số thành công. Trong năm chú ý nhất vào tháng 5 âm lịch, đây là tháng hỏa vượng, khiến cho người hành thủy phải đối mặt với không ít khó khăn. Xét theo cung phi, theo tử vi tuổi 1983, trong năm 2024, cung phi tuổi này là Cấn, ngũ hành thuộc thổ, gặp năm cung phi Chấn, ngũ hành thuộc mộc, là chủ về lục sát. Đây là một năm đối với người cung Cấn không được thuận lợi trong nhiều phương diện, có thể vướng vào chuyện kiện tụng thị phi, công việc sẽ không thuận ý và gia đạo tình cảm không tốt. Xét quan hệ về ngũ hành của cung phi giữa năm và tuổi là tương khắc. Vì thế bản thân công việc trong năm phải suy nghĩ nhiều, tiền bạc cũng không được thuận. Xét dưới góc độ tử vi khoa học, trong năm 2024, tuổi Quý Hợi chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở. Vận quý nhân vượng nhưng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo, mưu sự trong năm vất vả hơn, vạn sự khởi đầu nan, phải kiên trì tới cùng mới có kết quả tốt. Nếu bỏ dở thì coi như là thất bại, trong năm không nên đầu tư quá nhiều tiền bạc vào một mối làm ăn, chủ về khó thu hồi được vốn liếng, nên chê trứng thành nhiều giỏ, chuyển từ tiền mặt sang tích lũy về của cải, hoặc đa dạng các hạng mục đầu tư vật chất, hạn chế rủi ro. Song quý chủ cần đề phòng chiêu trò của kẻ tiểu nhân, để tránh dẫn đến những tổn hại nặng nề về mặt kinh tế, tốt nhất năm nay, bản mệnh nên ưu tiên các kế hoạch đầu tư cá nhân, đồng thời cũng nên kỹ lưỡng hơn trong việc tự giám sát hoạt động kinh doanh của bản thân. Tiền bạc kiếm được nhiều, nhưng tiêu hao cũng lắm, kinh doanh, buôn bán, thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luôn chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán hùn hạp làm ăn. Về tình duyên gia đạo, trong năm tồn tại khá nhiều bất cập, do sự xuất hiện ngăn cản từ phía gia đình hoặc áp lực từ cuộc sống, dấu hiệu phản tác dụng của đào hoa quá vượng, gia đạo có nhiều xáo trộn, chủ về mâu thuẫn tình cảm, do kẻ xấu phá hoại. Đặc biệt là nam mệnh lại được quý nhân xe duyên mai mối, phát triển được nhiều mối quan hệ cát lành,
không những tốt cho tình cảm cá nhân mà cả công việc cũng thêm phần thuận lợi. Nhìn chung sức khỏe khá tốt, đương số không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng vì xung khắc với ngũ hành lưu niên mà đau ốm và khó tránh. Ngoài ra, cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành đi xa, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ, trong các hoạt động hàng ngày chú ý bị bong gân, té ngã, gặp họa huyết quang. Nữ mệnh cũng không nên kiêng khem quá mức, khiến cơ thể bị suy nhược, mỏi mệt kéo dài, làm giảm chất lượng cuộc sống. Song song với đó, mệnh chủ cũng cần phải luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan và suy nghĩ tích cực. Điều này không chỉ giúp đời sống tinh thần trở nên thoải mái hơn, mà về mặt phong thủy còn giúp thu hút nhiều vận khí cát lành đến với cuộc. Sao hạn tuổi Quý Hợi phạm phải trong năm 2024. Nam mạng Quý Hợi, sinh năm 1983 trong năm Giáp Thìn, gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh, hay còn gọi là Vân Hán, là một họa tinh. Luận giải tử vi tuổi Quý Hợi, năm 2024 nam mạng cho biết, gặp sao Vân Hớn là sao chủ về một năm công việc kinh doanh này, hay làm ăn đều bình thường, người này dễ ốm đau, đề phòng về thương tật, khẩu thiệt và có tai hình. Tháng bất lợi nhất trong năm là tháng 2, tháng 8 âm lịch, tháng này trong nhà không được yên ổn, vật nuôi khó nuôi. Vận hạn tử vi tuổi Quý Hợi, nam mạng, năm 2024, gặp hạn Thiên La, là một tiểu hạn. Người tuổi này gặp hạn Thiên La, chủ về sức khỏe trong năm không có chuyển biến tích cực. Bản mệnh nam mạng dễ ốm đau thì thường lâu khỏi bệnh, bên cạnh sức khỏe thì tinh thần của bản thân cũng không được tốt trong năm nay. Nữ mạng Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm 2024 Giáp Thìn, gặp sao La Hầu chiếu mệnh, là một kim tinh. Theo tử vi tuổi Quý Hợi, nữ mạng năm 2024 cho thấy, sao La Hầu là một hung tinh chiếu mạng, người nữ tuổi này chủ về năm có sức khỏe, bệnh tật về máu huyết hay bệnh về mắt. Tiền bạc bị hao tán nhiều, có thể đưa tới thị phi, chuyện muộn phiền. Những tháng như tháng 1, tháng 7 âm lịch là xấu nhất trong năm Giáp Thìn. Người có ngũ hành bản mộc, mệnh mộc hay mệnh kim là bị ảnh hưởng bất lợi nhiều hơn người bản mệnh khác, bởi đây là sao chiếu hành kim. Vận hạn tử vi năm 2024 đối với Quý Hợi, nữ mạng, gặp hạn Diêm Vương, là một đại hạn. Xem tử vi tuổi Quý Hợi, nữ mạng, sinh năm 1983, trong năm 2024. Đây là năm hạn chủ về trong năm Giáp Thìn có vấn đề sinh nở đưa tới nhiều điều bất lợi. Vợ chồng chú ý, tình cảm bất hòa gặp hạn Diêm Vương nếu thua kiện trong năm này thì không được lợi, dễ đưa tới mất mát tiền bạc. Tuy nhiên đây là năm rất tốt cho mưu cầu làm việc vì có tài lộc. Vậy, xét năm 2024 này, tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 sẽ như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải theo các phương diện chính dưới đây. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. So với tử vi trong năm Quý Mão 2023, vận trình năm 2024 Giáp Thìn của người tuổi Quý Hợi sôi động hơn, nhiều khởi sắc hơn, chứ không còn bình bình như trước nữa. Tuy nhiên, điềm báo cản trở gây khó khăn, vừa được nhị hợp xoay vòng, kìm hãm công việc làm ăn có sự mở mang và khởi sắc hơn. Trong năm cũng có dấu hiệu thay đổi về nơi làm ăn hoặc chỗ ở, dù chưa biết là tốt hay xấu, thế nhưng ít nhất cũng đã thay đổi, chấm dứt chuỗi ngày bình bình gây nhàm chán. Mưu sự trong năm vất vả hơn, nhưng vạn sự khởi đầu nan, có các tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt đạt được kết quả tốt, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi. Chính ấn hỗ trợ rất tốt cho những ai đang nắm giữ các chức vụ chủ quản, quản lý, hứa hẹn sẽ tăng thêm cấp bậc. Người làm nhà nước thuận hơn so với doanh nghiệp tư nhân, quý nhân cũng giúp những người đang trong tình cảnh bế tắc và vô địch có thể tìm được lối đi mới cho mình. Dù khó khăn trở ngại đến đâu, cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp, bản mệnh cần cố gắng nắm giữ cơ hội tốt, tận dụng thời cơ cho mình. Có thể thấy, sau những vấp ngã ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ, khó khăn với bạn chỉ còn mang tính tạm thời, vì bản mệnh không bao giờ chấp nhận cúi đầu bỏ cuộc. Càng gian truân, bạn lại càng muốn đương đầu để khai phá tiềm năng của bản thân mình. Hết sức lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp hoặc cấp trên, xuyên suốt năm là điềm báo cản trở sau hiềm khích cá nhân hoặc đố kỵ tiểu nhân. Tuổi Hợi chớ vội đắc ý mà lơ là kẻo tiền mất, tật mang. Xét về phương diện tài lộc tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Xem về phương diện tài lộc tuổi Quý Hợi,
sinh sôi mạnh, năm nay là thời điểm thích hợp để đầu tư tiền bạc vào chuyện hùng hạp làm ăn, mở rộng quy mô hoặc các kênh đầu tư. Được thái âm các tinh trợ mệnh đương số có lộc về đất cát, nên cân nhắc tham gia lĩnh vực này, tỷ lệ thu hồi vốn rất cao trong thời gian ngắn. Kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạn mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều. Thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư đa dạng, dòng tiền ổn định từ nửa cuối năm trở đi, chi tiêu bớt phần áp lực. Với người làm công ăn lương, quý tuổi nhận được nhiều sự hậu thuẫn trong công việc. Nhờ vậy, bạn có thể phát huy một cách cao độ, giành lấy những gì xứng đáng. Việc thăng chức tăng lương hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn. Nếu đủ chăm chỉ và nỗ lực, bạn hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra. Nhưng lưu ý cầu tài cũng cần có lộ trình nhất định. Bạn chớ nóng vội mà đi theo con đường không chính đáng. Dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu bạn đi theo con đường chính đáng, ắt sẽ thu về lợi nhuận cao. Có điều, cần đề phòng kiếp tài gây tâm lý lãng phí, mua sắm nhiều đồ xa xỉ cho bản thân hoặc gia đình để thỏa mãn lối sống hưởng thụ. Hung tinh này cũng báo hiệu tiêu tán tiền bạc cho vấn đề sức khỏe hoặc tai ương, bất ngờ hết sức đề cao cảnh giác. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Quý Hợi. Dưới tác động của cách cục bán hung, bán cát. Chuyện tình cảm, gia đạo của người tuổi Quý Hợi cũng có nhiều khúc quanh trong năm 2024, thấy rõ nhất là sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc áp lực cuộc sống. Đôi lứa mới chớm nở tình yêu, đã vội vàng chia ly vì những cản trở, bởi các cặp đôi đang hẹn hò hoặc có ý định tiến tới hôn nhân, thì nên sớm đưa ra quyết định, tránh mập mờ mà tình cảm nhạt phai, hoặc có người khác có cơ hội xen vào, gây ra những điều phiền toái. Năm nay nữ mạng đào hoa vượng hơn nam mạng, có thể mở rộng quan hệ xã giao, chủ động hoặc thụ động, qua mai mối cũng đều gặp được người tâm đầu ý hợp. Cuối năm vận khí vượng hơn các duyên ắt tới, nam mệnh vì mãi mê phấn đấu cho sự nghiệp, gặp nhiều áp lực nên khó mở lòng, dễ để lỡ cơ hội tốt. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Sức khỏe năm tuổi Quý Hợi không có gì đáng lo ngại, bệnh nghiêm trọng không mắc thế nhưng bệnh vặt khó tránh. Tuy nhiên, có bệnh ắt có thuốc chữa, sớm gặp thầy, gặp thuốc mà không nguy hại gì. Hung tinh chủ ốm đau tác động, con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm và không được điều trị dứt điểm, làm ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý ảnh hưởng của hung tinh có thể gây chấn thương hay hỏa huyết quang bất ngờ. Bên cạnh đó, cần chú ý vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc gặp họa về đường sông nước, đặc biệt là vào các tháng cuối năm. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể dục, thể thao, đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao, thì càng phải tăng cường luyện tập. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn có mục tiêu để phát triển, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Quý anh chị thân mến, cùng trong một năm nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng vì thế mà thay đổi. Ngay bây giờ xin mời quý anh chị cùng Minh Đường Tử Vi luận giải về tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024 nhé. Đầu tiên là tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Bước chân vào tháng đầu tiên của năm mới, người tuổi Quý Hợi đang gặp rất nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp cũng như làm ăn. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh ký kết hợp tác với đồng nghiệp, đối tác để đôi bên cùng phát triển. Về tài lộc, thời gian này con giáp tuổi Quý Hợi không phải suy tính quá nhiều vào vấn đề tiền bạc, thậm chí với một số tiền kiếm được từ việc làm thêm, bạn có thể mua cho mình một món đồ yêu thích từ lâu. Các tinh hậu thuẫn cho con đường tài lộc của bản mệnh lúc này được tăng tiến, nhiều người gia tăng được thu nhập, bất chấp khó khăn hiện tại, thậm chí trong lúc mọi người gặp trở ngại, lại là lúc bạn kiếm được tiền nhờ sự thông minh, nhanh trí của mình. Tuy nhiên, đừng để bản tính dễ tin người của bạn gây hại vì chỉ một lần cho người khác vay tiền thôi, bạn cũng đủ làm hỏng mối quan hệ và mất cả tiền bạc rồi. Thực tế bạn có phần ngây thơ khi xử lý các vấn đề có liên quan tới chuyện tiền nong, thế nhưng nếu bạn chủ động hơn trong việc trang bị kiến thức tài chính cho mình, thì bạn sẽ trở nên cứng cáp và tự tin hơn rất nhiều. Quan hệ vợ chồng ngọt ngào, gắn kết, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới, hai người luôn chủ động giúp đỡ nhau trong mọi việc và tìm thời gian dành để hâm nóng cảm xúc lứa đôi. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch.
người tuổi Quý Hợi sẽ phải trải qua một tháng khá vất vả. Công việc bộn bề khiến con giáp này không có thời gian mà nghỉ ngơi, nhưng bù lại thì càng cố gắng bao nhiêu, bạn càng gặt hái được nhiều thành công lớn lao bấy nhiêu. Mọi việc trở nên khá dễ dàng khi mà bạn chỉ cần tập trung trong một khoảng thời gian nhất định. Trong tháng có lợi cho bản mệnh đang làm công việc có tính chuyên môn cao hoặc đòi hỏi tính sáng tạo, đây là lúc bạn có thể trổ tài cho thấy ưu điểm của mình so với đồng nghiệp. Tháng 2 có số hiệu tiểu nhân quấy phá, vì vậy mà bản mệnh cũng nên cẩn thận hơn trong cách hành xử, chớ nên nóng nảy kẻo đắc tội với người khác. Hãy nhớ rằng mọi việc đều có thể trao đổi bằng lời nói khi mà đôi bên đều có thiện chí lắng nghe. Về tình duyên, gia đạo ngũ hành xung khắc, dự báo những mâu thuẫn vợ chồng khó hòa giải có thể xuất hiện trong tháng này, nhưng bạn vẫn có thể kiểm soát được tình hình nếu điều chỉnh lại cách nói chuyện và để ý hơn tới cảm xúc của mình. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tháng 3 không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này hợp tác đầu tư, cho dù là với bạn bè hoặc những người thân thiết. Ngược lại, càng là người làm quen thì bạn càng cần tính toán kỹ lưỡng, minh bạch để tránh phải những tổn thất trong tương lai. Điều mà bản mệnh cần chú ý trong thời điểm này chính là hạn chế những suy nghĩ ảo tưởng, không phù hợp với thực tế. Bạn cần biết mình đang đứng ở đâu, điểm mạnh của mình là gì để xây dựng những kế hoạch phát triển phù hợp với bản thân. Bạn không nên chạy theo bước chân của người này, người khác hoặc nghe theo lời dụ dỗ của những người ngoài để làm những việc không trong sáng. Dù sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi tới mấy thì bản mệnh cũng không tránh khỏi những lúc vướng vào khó khăn. Phương diện tình cảm nhìn chung là ổn định, bạn nên tâm sự với nửa kia nhiều hơn để có thể nhẹ nhõm và tháo gỡ những khúc mắc kịp thời. Với người đầu tư, bạn nên tích cực tham gia những buổi gặp gỡ nếu muốn tìm thấy nửa kia. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tình hình tài chính của người tuổi Quý Hợi tăng trưởng vững vàng trong tháng 4 này. Bạn tập trung nghiêm túc cho công việc nên đạt được những thành tích xuất sắc, khiến ban lãnh đạo tin tưởng và sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng. Chuyện làm ăn kinh doanh có nhiều khởi sắc khi bản mệnh nắm được biến động của thị trường và chủ động khi đứng trước các cơ hội. Không cần phải đợi lời khuyên của bất cứ ai, tiền bạc sẽ tự động đổ về túi của bản mệnh nhanh chóng. Về phương diện tài lộc của người tuổi Quý Hợi, có những bước tiến triển nhất định. Bạn nhận được một vài khoản đầu tư lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Bạn có thể sử dụng số tiền này để tiếp tục tái đầu tư, khiến tiền đẻ ra tiền. Đối với người làm kinh doanh thì tháng này mọi chuyện tiến triển đúng như thuận lợi. Bạn có thể làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Đây là lúc thích hợp để ký kết hợp đồng hợp. Hợp tác làm ăn kinh doanh có thể tiền lời, tiền lãi sẽ không chảy vào túi của bạn ngay lập tức, song vẫn có những dấu hiệu đáng mừng để bạn tin tưởng vào tương lai. Với người làm công ăn lương thì lương tháng này thiên về ổn định và có tính dấu hiệu nhích nhẹ. Nếu biết cách nắm bắt cơ hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa, chứ đừng vội hài lòng với thực tại bạn nhé. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Tháng 5 là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn. Bạn sẽ gặp được nhiều đối tác, khách hàng triển vọng khiến mọi việc tiến triển suôn sẻ, đồng tiền đổ về túi cũng dư dả hơn trước so với mọi người. Phương diện tình cảm có những tiến triển tích cực khi mối quan hệ giữa bạn và người ấy ấm lên nhanh chóng. Nếu thấy cơ đã chín mùi, bạn hãy bày tỏ tình cảm của hai người để đi tới một mối quan hệ thân thiết hơn. Tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Hợi lại không mấy khả quan trong tháng 5 âm lịch. Bạn phải quan tâm hơn tới cơ thể của mình, không nên bắt bản thân phải làm việc quá sức, vì như vậy dễ khiến mình cảm thấy mệt mỏi, đầu óc thiếu minh mẫn, gây ra những sai lầm đáng tiếc ấy. Hãy cẩn thận khi tham gia giao thông, khi lao động chân tay hoặc khi vận hành máy móc, chớ nên để xảy ra những sự cố không đáng có. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Quý Hợi phải trải qua tháng 6 khá vất vả khi các kế hoạch liên tiếp gặp trục trặc. Tuy nhiên, quan sát này không cần phải quá lo lắng vì xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ giang tay hỗ trợ bạn. Tuy vậy, bản mệnh ít nhiều vẫn có được sự tương trợ từ các tinh, nhưng sự hỗ trợ này khá yếu ớt so với hàng loạt hung tinh trong tháng. Cho nên tuổi Hợi vẫn cần phải tự thân vận động, tự làm, tự ăn, đừng ỷ lại vào người khác hay số mệnh. Chỉ cần bạn áp dụng tinh thần cao độ này, hành động tích cực hướng tới những điều tốt đẹp, hạ quyết tâm tới cùng thì tự thân sẽ cải biến được số mệnh. Phương diện tài lộc không có biến chuyển nào rõ rệt. Nhìn chung, người buôn bán nhỏ lẻ vẫn túc tắc bán hàng ngày, thu nhập duy trì ở mức độ ổn định, có thiên tài thiên đức hỗ trợ.
đời sống vật chất được cải thiện cân bằng, tuổi Hợi vẫn có thể lo toan chu toàn cho gia đình và con cái. Bạn cần tiếp tục kiên trì với các kế hoạch của mình, đồng thời hiểu rõ tình hình thực tế của bản thân để không vội vàng chạy theo xu thế của thị trường, gây hao tổn không đáng có. Đời sống hôn nhân của bản mệnh xuất hiện nhiều vấn đề, gia đạo bất an, vợ chồng con cái thiếu đi sự hòa hợp, không tìm được tiếng nói chung. Do khoảng cách thế hệ khiến không khí trong nhà cũng căng thẳng, ảnh hưởng tới các thành viên trong gia đình. Bạn cần dành thời gian để xem xét lại vấn đề này, tránh để chuyện tình cảm tác động tới công việc hay sức khỏe. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Bản mệnh cần phải chú ý tới nguy cơ kẻ xấu ghen ghét, hãm hại mình trong tháng 7 này. Làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc kỹ càng, đặc biệt chớ nghe theo lời bàn ra tán vào hoặc lời xúi dục của những kẻ không đáng tin cậy. Trong gia đình, vợ chồng cũng gặp phải một số mâu thuẫn nhỏ nhặt, bạn cần kiềm chế tính nóng nảy để tránh chuyện bé xé ra to. Hai người nên bình tĩnh để trò chuyện và trao đổi với nhau những quan điểm bất đồng. Sức khỏe của tuổi Quý Hợi trong tháng này có dấu hiệu giảm sút, suy nhược cơ thể do hung tinh Thiên Nguyệt tác động, sức đề kháng kém, cơ thể yếu nhược, ốm đau, bệnh tật sẽ mắc các chứng bệnh thay đổi theo thời tiết. Ngoài ra, công việc bận rộn kèm theo áp lực lớn cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của tuổi Tân Hợi lao dốc. Những triệu chứng khó chịu bạn thường gặp trong tháng như uể oải, ăn uống kém ngon, ngủ không được sâu giấc, trằn trọc, đau nửa đầu sẽ tác động không nhỏ tới cuộc sống thường ngày của bản mệnh. Bạn nên dành thời gian rèn luyện sức khỏe, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ để những tình trạng khó chịu sớm biến mất. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Người từ Quý Hợi gặp một vài cơ hội trong thời gian này, song bạn phải chủ động nắm bắt, nếu không cơ may sẽ rơi vào tay người khác. Hãy tin tưởng vào bản thân rồi bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Với người tham gia thi cử, tuyển chọn, bạn cần tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình để tự tin bước chân vào các kỳ thi. Sự tự tin và vốn kiến thức sẵn có sẽ là điều gây ấn tượng sâu sắc với các nhà lãnh đạo, nhà tuyển dụng. Tình hình tài chính của bản mệnh sẽ xảy ra vấn đề do có hung tinh chủ về hao tốn tiền bạc xuất hiện, tiền lương, tiền thưởng không có nhiều biến động, thế nhưng lại phải chi tiêu rất nhiều cho các vấn đề bất ngờ xảy ra. Nếu bản mệnh không lên kế hoạch chi tiết ngay từ bây giờ thì có thể sẽ rơi vào cảnh thiếu thốn. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của bạn tháng này khá ổn định, bạn luôn giữ được tinh thần hăng hái và sức khỏe rồi sao mỗi khi bắt tay vào công việc. Vấn đề đi lại cũng được bình an, thuận lợi. Nếu phải đi xa, bản mệnh cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Con giáp này phải đối diện với khá nhiều áp lực trong tháng 9 năm 2024, nhưng xét trên phương diện tích cực, bạn sẽ tìm thấy động lực để tiến về phía trước, thậm chí tìm ra được điểm mạnh của mình và có hướng phát triển phù hợp trong tương lai. Người làm đầu tư có thể tìm ra những quyết sách đúng đắn, đem lại những khoản tiền lãi triển vọng. Vì vậy, điều quan trọng nhất trong tháng này mà bản mệnh cần phải nhớ đó là nắm chắc cơ hội, nếu không sẽ bỏ qua thời cơ tốt. Nhiều người tuổi này nhờ kiên nhẫn vẫn gom góp được tiền bạc trong nhiều năm qua, nên lúc này có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới. Tuy nhiên đừng vì thế mà phóng tay thiếu kiểm soát, dù mua món đồ gì ít hay nhiều thì đều phải so sánh ưu nhược điểm. Trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp nhất, nếu bản mệnh là người chuyên đầu tư hay kinh doanh, thì lúc này đây có lợi thế rõ rệt. Hãy chớp lấy thời cơ của mình. Phương diện tình cảm không có nhiều biến động, bạn không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Những khi quá mệt mỏi bạn nên tâm sự với người thân nhiều hơn, có như vậy bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời có động lực để tiếp tục cố gắng. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Tháng 10 năm 2024, tình hình tài chính của người tuổi Quý Hợi có những bước phát triển đáng kể. Các khoản đầu tư của bạn sẽ đem đến lợi nhuận. Bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không cần phải lo lắng tới chuyện thiếu tiền. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo nên nhận được nhiều cơ hội giúp khẳng định vị thế. Hãy tự tin và sẵn sàng nhận thêm nhiệm vụ. Bạn sẽ ghi điểm trong mắt tất cả mọi người. Bạn thường phải đối diện với những sự ganh đua phá hoại của đồng nghiệp, khiến những công việc tưởng chừng quen thuộc cũng sẽ xảy ra những sai sót không đáng có. Vì vậy hãy luôn tập trung và dành tâm huyết cho những việc mình làm. Tình hình sức khỏe không được tốt cho lắm vào thời điểm này, nhiều công việc đồ sộ dồn xuống đầu khiến bạn luôn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi sao cho hợp lý, đừng làm việc quá sức bạn nhé. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch.
Tháng 11 là một trong những thời điểm bứt phá của người tuổi Quý Hợi. Bằng những kinh nghiệm và tri thức của mình, bản mệnh có thể chạm tay tới cái đích mà mình đã đặt ra từ trước. Tất nhiên, để gặt hái được thành công, bạn không khỏi phải hy sinh thời gian của mình, lại thêm các tinh phù trợ. Sự nghiệp của bạn có những bước tiến trên đều đặn, chỉ cần cố gắng phấn đấu là ắt gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ vào cuối tháng này. Chuyện kiếm tiền cũng khá thuận lợi, bởi bạn quen thêm được với nhiều đối tác và bạn hàng mới, xét công việc tiến triển thuận lợi có cơ hội thăng tiến. Vì được giao phó cho nhiều trọng trách quan trọng, quý nhân cũng giúp con giáp này tìm ra được lối đi mới cho mình, rồi có khó khăn trở ngại tới đâu cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp. Bản mệnh cố gắng nắm giữ cơ hội, tận dụng thời cơ cho mình, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, dù có bận rộn tới mấy cũng chớ nên bỏ bữa, hoặc làm việc quá sức. Với người lớn tuổi hãy làm những việc vừa sức với mình, nếu không sẽ để lại hậu quả phải tốn tiền để chạy chữa. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm, vận trình tài lộc của người tuổi Quý Hợi có những điểm sáng đáng kể. Người làm công ăn lương nhận được nhiều khoản thưởng nóng, thậm chí có người còn được tăng lương. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được mối quan hệ khách hàng, nhờ vậy mà buôn bán đắt hơn hẳn. Bản thân bạn đã quá thông minh, do đó việc kiếm tiền không bao giờ là quá khó khăn đối với bạn. Nếu như có sẵn cơ hội, để bản mệnh sẽ gặp được đối tác làm ăn mới và sẽ cùng họ xây dựng một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với uy tín sẵn có của cả hai bên. Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng, dù bận rộn nhưng bạn và người ấy luôn dành thời gian để ở bên nhau, trao đổi và tâm sự với nhau mọi chuyện, hai người như được tiếp thêm nguồn động lực khi nghĩ về đối phương. Trên phương diện con cái, tôi biết ở độ tuổi này quý vị con cái cũng đã lớn, có con đường riêng, cuộc sống riêng. Chính vì vậy, việc chia sẻ, dạy dỗ sẽ càng ngày càng ít cơ hội hơn. Tuy nhiên, trong tháng này âm lịch, quý vị sẽ dần lấy lại được vị thế của mình, nhưng cơ hội này, quý vị có thể ngồi lại nói chuyện, tâm sự với con cái nhiều hơn, có như vậy thì mối quan hệ hai bên mới không bị nới lỏng. Vâng, quý anh chị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.